chân trên đường hy vọng, mang theo tin yêu sẽ chia đến cho muôn người. Có một người hiến thân trao tặng tình yêu, đem thân hy sinh lấy máu đào. Chúng ta tham gia vào trong giờ cầu nguyện. Và giờ cầu nguyện này thì không chỉ dành cho tất cả đồng bà con giáo dân, nhưng chủ yếu là cho tất cả bà con lương dân, các tôn giáo bạn cùng tham dự giờ cầu nguyện với chúng tôi. Và tất cả chúng ta ai đều cũng đều có những ơn mà chúng ta cần xin Cha giúp đỡ, thì đây là lúc thuận lợi nhất để chúng ta cầu xin Cha. Không phải là một người, nhưng mà tất cả chúng ta đều cầu xin, thì chắc chắn Cha cũng sẽ thương cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa. Và để giờ cầu nguyện chứng nhân này có thể diễn tiến tốt đẹp, bây giờ xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta đứng lên với cái tư thế sẵn sàng đi vào giờ cầu nguyện để xin Chúa và Cha chúc lành cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thông viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp u con ngày đêm, nhuần thâm xa khôn tràn lan ơn thiên. Lạy Chúa con, con tin thờ có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng,
Con lạy tinh thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đăng lên thiên đàng thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai đặng. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Kính thưa quý khách hành hương, nhiều năm nay và cứ vào đầu tháng 3 dương lịch, số khách hành hương đến Cha Diệp là vô số kể. Họ đủ mọi thành phần xã hội, với đủ mọi màu sắc tâm linh, đến từ đủ mọi miền đất nước. Và đáng ngạc nhiên hơn, đây lại là những cuộc hành hương tự phát, tự nguyện. Người người bảo nhau, dù ai buôn bán gần xa, dỗ cha bửu dịp tháng ba gần kề, dù ai bận rộn trăm bề, nhớ ngày, nhớ đến ngày dỗ lại về thăm cha. Sự thực không ai có thể chối cãi là cha Francisco đã trở thành vị cầu bầu thần thế trước mặt Chúa cho rất nhiều người. Khách thập phương tuôn đến một ngày một đông đảo, họ đồn thổi về sự hiển linh của cha, nên rất đông đảo người lương cũng như người giáo, trong cũng như ngoài nước đều tuôn về tắc sậy để cầu khẩn với Ngài. Ngày 12 tháng 3 là ngày dỗ cha Francisco, đã trở thành ngày hẹn của bao tâm hồn. Có một điều đáng nói là những người đến tắc sậy dịp lễ dỗ cha Francisco mỗi năm, đa số lại là ngoài Công giáo. Ngoài Công giáo có nghĩa là không có đạo, hoặc là có đạo nhưng không phải là Công giáo. Dù vậy, tất cả đều có chung một cái nhìn: cha Francisco, cha Diệp là người từ tâm, là vị Bồ Tát chuyên cứu nhân độ thế. Đến với cha đêm nay, tất cả đều có chung một tâm tình, ai cũng muốn thưa với cha rằng con rất yêu quý cha, cảm ơn cha, xin cha thương đến con. Biết bao tâm sự vui buồn sướng khổ muốn thưa với cha, bao vất vả lo toan muốn nói. Mong cha phù hộ, giúp đỡ. Tấm lòng yêu thương quảng đại của cha đang khơi dậy từng triệu lương tâm xa gần, khiến ai cũng phải nghĩ tới đấng mà cha tôn thờ, nhớ về hội thánh Đức Kitô mà cha phục vụ, và nhận ra tình thương của đạo Chúa là không biên giới, luôn mở rộng đón nhận mọi người. Thế nhưng, vì ngoài Công giáo nên nhiều người không biết bày tỏ cách nào cho đúng cách, hợp lẽ đạo và đẹp lòng cha. Do đó, ban tổ chức đã sắp xếp để có giờ cầu nguyện này dành cho quý khách hành hương không phân biệt tôn giáo, đạo đời. Rất mong mọi người cùng tâm đầu ý hợp với chúng tôi trong giờ cầu nguyện này. Và giờ đây xin mời quý khách hành hương cùng nghe một đoạn thơ của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô, nói về các đặc sủng khác nhau do Chúa Thánh Thần ban cho. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm nên mọi sự trong mọi người.
Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ cũng được chính thần khí ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, nhưng chính thần khí duy nhất làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Như thế, trong đêm canh thức này, cùng với tôi tới Chúa là cha Francisco, chúng ta tha thiết xin với Thiên Chúa, đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, ban cho cha Francisco được ơn làm phép lạ, ơn chữa lành các bệnh tật, là những đặc sủng chỉ do Thánh Thần ban cho, nhằm mục đích phục vụ dân Chúa, đặc biệt là những người nghèo khổ, và làm vinh danh Chúa cả muôn loài. Chúng ta cùng hướng về lễ đài, nơi có hình ảnh phần mộ cha thay cho bàn thờ tổ tiên. Trên có Chúa, dưới có di ảnh của cha Francisco. Hãy bày tỏ lòng yêu kính của chúng ta và mời cha đến chứng giám giờ cầu nguyện này. Và giờ đây, trong giây phút linh thiêng này, để tỏ lòng tri ân cha Francisco, xin mời quý khách hành hương cùng đứng lên và hướng về lễ đài để tưởng niệm cha Francisco, một người cha đã tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa và hy sinh kiếp sống giúp con người. Khấn xin cha thương phù hộ tất cả mọi người chúng con trong giờ cầu nguyện này. Cha Francisco Trương Bửu Diệp là một chứng nhân trung thành đã lấy máu và mạng sống của mình để làm chứng cho đức tin đã lãnh nhận từ Thiên Chúa trong ngày chịu phép rửa tội. Máu của những chứng nhân anh dũng chết vì niềm tin là hạt giống trổ sinh người Kitô hữu trên mọi miền đất nước. Đây là gia sản vô giá, là mẫu gương sống động mà cha ông đã truyền lại cho chúng ta. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Tôi những ngày tăng khổ buồn để quên phúc vinh.
mời quý khách ngồi. Francisco Trương Bửu Diệp, Ngài là ai? Ngài là ai mà hình ảnh của Ngài được trưng bày khắp nơi, trong nhà, trên xe, chỗ buôn bán, nơi làm ăn? Ngài là ai mà cả người Công giáo lẫn người lương đều yêu mến? Không chỉ những người đã tin, mà cả những người chưa tin tìm đến viếng thăm, khấn vái để được Ngài giúp đỡ, ban ơn khi họ lâm vào những cảnh huống khó của cuộc đời. Tư liệu của giáo phận Cần Thơ cho ta biết một số chi tiết về Ngài. Ngài cũng có một gia đình đầm ấm yêu thương ở tại làng Tấn Đức, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Luông, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cha Ngài là ông Mikae Trương Văn Định và mẹ là bà Lucia Lê Thị Thanh. Ngài sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897, rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại nhà thờ Cồn Phước do cha Giuse Sớm. Lấy tên thánh là Francisco Xavier, cậu bé Trương Bửu Diệp lớn lên càng thêm khôn ngoan và được hưởng từ nơi cha mẹ đời sống đạo đức thánh thiện, rất hòa đồng với bà con trong khu xóm và quan tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngược dòng thời gian, chúng con kính mời quý khách hành hương ghé thăm gia đình cha Francisco thời thơ ấu cho đến khi chết trong sứ vụ. Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng, mẹ cùng cha sinh dưỡng chúng con, năm khắc khoải tháng mỏi mòn, sớm khuya tần tảo héo hon một đời. Cậu bé Trương Bửu Diệp hưởng tình yêu gia đình không được bao lâu thì năm 7 tuổi mẹ đã mất. Từ khi mẹ mất còn cha, bao nhiêu khổ nhọc thân già phải lo. Thank you.
Francisco theo cha đến Bắc Tâm Băng, Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Cha Sở nghe con. Dạ. Năm 1909, cha Sở Phêrô Lê Huỳnh Tiền cho cậu vào tiểu chủng viện Cù Lao Diên, sau đó theo học ở đại chủng viện Nam Vang, Campuchia. Thời ấy, các họ đạo trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều trực thuộc giáo phận Nông Bên, tức Nam Vang, Campuchia. Năm 1924, thụ phong linh mục tại Nam Vang, thời giám mục Valentin Hegot cai quản. Tháng 3 năm 1930, ngài nhậm chức cha sở họ đạo Tắc Sậy lúc 33 tuổi. Ngoài ra, cha còn chăm sóc một vụ cho 8 họ đạo lẻ: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò và Rạch Rắn, rửa tội gần 2.000 người, 1.648 người còn ghi tên trong sổ, chưa kể một hay hai quyển sổ rửa tội đã bị thất lạc.
vào tận tim con, thân thương con nào đâu xứng tình yêu của Ngài. Vì thương con Chúa luôn giữ gìn, dành tặng ban phúc ân cho đời dân hiến thần hiến ngàn lần tri ân. Con dâng câu hát hoan ca cảm tạ ơn Cha, yêu thương muôn đời dân hiến niềm tin nước trời. Ngàn hồng ân Chúa ban chan hòa, dìu đưa con bước theo gieo lời chân lý của Chúa. Tin mừng giáng sinh. Năm 1945 đến năm 1946, thời chiến tranh loạn lạc khốc liệt, làng xóm bị sơ tán, giáo dân phải tản cư. Đồng bào miền Tây Nam Bộ sống thật bất an vì chiến tranh, vì sự tranh chấp quyền lực và đất đai giữa các phe phái. Cha Francisco Trương Bửu Diệp được thuyết phục rời nhiệm sở, nhưng Ngài cương quyết, sống chết vì đoàn chiên, chiên ở đâu thì chủ chiên ở đó. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha Francisco Trương Bửu Diệp bị bắt lùa đi cùng với trên 70 giáo dân tắc sậy và bị giam chung trong lẫm lúa nhà ông Châu Văn Sự tại Cây Dừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin ban tràn đầy phúc ân vì tình yêu, xin hãy cứu con. Xin Chúa đón nhận linh hồn con. Cha Francisco đã hy sinh mạng sống mình chết thay cho đàn chiên. Cha bị chém và xô xuống ao nhà bên cạnh, nhà ông Châu Văn Sự. Nhờ vậy, bà con được trả tự do, về lại nhà và tản cư ngay trong đêm. Rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha Diệp ơi, chúng con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, đã hy sinh kiếp sống giúp con người. Cha đã chết vì đoàn chiên. Cha ơi, chúng con khóc cha. Cha ơi, chúng con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống hồn.
Cha Francisco đã trở thành vị cầu bầu thần thế trước mặt Chúa cho nhiều người. Khách thập phương tuôn đến Ngài một đông đảo và họ đồn thổi về sự hiển linh của Ngài. Nên rất nhiều người lương cũng như giáo trong nước và cả ngoài nước đều tuôn về tắc sậy để cầu khấn với Ngài. Kính thưa quý khách hành hương, chúng ta vừa bước qua phần thứ nhất. Bây giờ mời quý khách hành hương chúng ta đi vào phần thứ hai. Khi sinh ra làm người, cha Francisco đã được rửa tội và đã trở thành một Kitô hữu trong Hội Thánh Chúa. Với 49 năm trong kiếp người, thì cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với niềm tin cậy mến, sắc son, nồng nàn. Với 22 năm linh mục, cha là hiện thân của Đức Kitô vì mục tử tối cao, đấng đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Lúc sinh thời, cha Francisco là một mục tử nhân hiền, đã nhiệt tâm chăm sóc đoàn chiên, mang tình thương đến cho mọi người. Khi đã qua đời, tình thương của cha vẫn trải rộng và làm máng chuyển thông ơn Thiên Chúa đến cho mọi người để củng cố niềm tin cho muôn người, mong sao tất cả đều tin nhận Thiên Chúa chính là cha của mọi người. Khi trở về với Thiên Chúa là Đấng Thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện, thì cha đã trở nên họa ảnh của lòng thương xót Chúa, hay xót thương những ai vất vả, đói nghèo, khổ đau về mặt tinh thần cũng như về mặt thể xác. Đặc biệt là cha rất thương yêu bà con lương dân và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin cha giúp đỡ. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa qua cha Francisco, vị mục tử nhân hiền. Nhiều người đã đến, đã ở lại, đã trở về để còn nhớ. 12 lễ dỗ cha hiền, tháng 3 trở lại quây quần bên cha. Lời ca vang mãi muôn đời, với bao ước nguyện, bao lời khấn xin. Tạ ơn lòng thương xót Chúa từ nhau, yêu thương khấn ban cha dịp diệu hiền đã hy sinh đời. Trời lòng buồn thương cha biết bao giờ nguôi, xin cha nhân từ rộng lòng thương đến chúng con, bờ vơ giữa dòng đời nhọc lao bao khổ tâm buồn đau. Nguyện xin Chúa giữ lòng thương tràng hôn ơn cho chúng con sống vui cùng nhau. Kính thưa quý khách hành hương,
Trong ngày giỗ lần thứ 73 hôm nay, ban tổ chức có mời đến đây ba chứng nhân đã cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự cầu bầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Bây giờ thì xin giới thiệu với cộng đoàn chứng nhân thứ nhất, Sơ Marie Petroni Phan Thị Hoa, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Chúng ta vẫn thường thường thấy cha Diệp thương là cho bà con lương, rồi có người giáo có, nhưng mà thấy ít khi cho các cha với cho các nữ tu. Năm rồi thì tôi đã giới thiệu cho một linh mục cũng đã được cha Trương Bửu Diệp giúp, đó là cái người mà đứng trước mặt bà con ở đây. Năm nay tôi lại được hân hạnh giới thiệu với lại quý tất cả bà con hành hương là Sơ Hoa, cũng đã được ơn Chúa ban cho qua sự bầu cử của cha. Xin mời Sơ có thể chia sẻ cho tất cả cộng đoàn chúng tôi nghe về ơn mà Sơ đã lãnh nhận được qua sự bầu cử của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Xin mời Sơ. Con xin kính chào quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em. Con là nữ tu Marie Petroni Phan Thị Hoa, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, thành phố Sóc Trăng. Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, con xin nói lên những ơn lành mà Chúa đã thương ban cho con qua sự phù trợ của cha Francisco Trương Bửu Diệp trong thời gian qua. Từ đầu tháng 5 2016, con nhận thấy sức khỏe ngày càng yếu sức, thường hay đau bụng nên đi khám bệnh tại phòng mạch của bác sĩ Tuấn ở hộ phòng. Khi siêu âm thì biết con đã bị u nang buồng trứng, khối u là 74mm. Bác sĩ đề nghị là phẫu thuật, nhưng con lo ngại nên không nhập viện mà điều trị theo đông y, bằng cách uống thuốc nam và đắp thuốc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Sau một tháng điều trị, đi siêu âm thấy khối u giảm xuống còn 70mm, nên con an tâm tiếp tục uống thuốc. Đầu tháng 12 năm 2016, thấy sức khỏe không ổn, con đi kiểm tra lại một lần nữa và được biết khối u tăng nhanh là 98mm. Con dự định xin đi Sài Gòn để điều trị, nhưng không ngờ sau 3 ngày, nửa đêm con đau bụng khác thường, nên đi siêu âm và bác sĩ cho biết khối u đã bể. Bác sĩ đề nghị phải nhập viện ngay để giải quyết vấn đề. Thấy tình trạng sức khỏe của con nguy kịch, nên Hội dòng đã đưa con nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ ngày 4 tháng 12, 2016. Bác sĩ cho kiểm tra toàn bộ và siêu âm thì phát hiện khối u bể, còn lại là một khối nhầy, chỉ số ung thư lên tới 1.327 chấm. Dịch tràn lên gan, bệnh viện đề nghị chuyển qua trung ung bướu, nhưng nhà dòng xin cho con chuyển lên Sài Gòn nhập Bệnh viện Hồng Đức. Tại đây, bác sĩ điều trị lại cho kiểm tra toàn bộ và lúc đó chỉ số ung thư lên tới 5.000 chấm. Bệnh tình đã chuyển qua giai đoạn 3. Bác sĩ lên lịch mổ cho con vào ngày 8 tháng 12, 2016, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là bổn mạng của Hội dòng, nên con thấy an tâm và phó thác cuộc đời con cho Chúa. Nhờ sự phù trợ của mẹ Maria và qua lời cầu bầu của cha Francisco, cũng như lời cầu nguyện của chị em trong hội dòng và những người thân, chính nhờ sức thiêng nâng đỡ mà con đã qua ca mổ an toàn. Mặc dù các bác sĩ đã chẩn đoán là ca mổ rất phức tạp. Sau ca mổ, theo sự hướng dẫn của bác sĩ, con phải điều trị theo phác đồ vô hóa chất từ 6 đến 8 toa.
Lúc đó con rất e ngại và tự nhủ, đã mang bệnh án ung thư thì sớm muộn gì cũng chết. Nên xin vô, không vô hóa chất, mà dành số tiền này để cho chị em trẻ đi học để phục vụ tốt hơn. Con chỉ xin uống thuốc nam, mặc dù ai cũng bảo rằng khối u đã bể thì vô phương cứu chữa. Trong lúc mang bệnh nan y, con chỉ biết cậy trông vào Chúa và tha thiết xin cha Francisco cầu thay nguyện giúp. Nếu đẹp ý Chúa, xin cho con được ơn chữa lành. Con hứa nếu được như lòng sở nguyện, thì ngày lễ giỗ của cha Francisco, con sẽ về hiệp lời cầu nguyện để tôn vinh lòng thương xót của Chúa, tri ân cha Francisco và cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho con được ơn chữa lành. Sau khi mổ, con uống thuốc nam 10 ngày, rồi đi xét nghiệm. Kết quả chỉ số ung thư từ 5.000 chấm xuống còn 700 chấm. Đầu tháng 3 năm 2017, tức là sau 3 tháng phẫu thuật, con đi kiểm tra toàn bộ lại thì biết kết quả chỉ số ung thư còn 14 chấm. Trong khi đó, chỉ số cho phép là 1,9 chấm đến 35 chấm. Đọc kết quả xét nghiệm, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Hiện nay, sức khỏe của con đã ổn định và chỉ số ung thư chỉ còn lại 4,95 chấm, không có dấu hiệu di căn. Sau thời gian điều trị, con cảm nhận được bàn tay Chúa luôn dẫn dắt con mọi nơi, mọi lúc, và tình thương của Ngài hằng nâng đỡ con qua lời cầu nguyện của chị em trong hội dòng, của quý ân nhân, thân nhân xa gần. Đặc biệt nhờ sự phù trợ của cha Francisco, con hết lòng cảm tạ tình Chúa yêu thương, tri ân cha Francisco và cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho con. Con nguyện sẽ tận dụng thời giờ Chúa ban để phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân với hết khả năng Chúa ban cho con. Xin Thiên Chúa và mẹ Maria ban muôn phúc lành trên quý cha và quý vị. Con xin kính chào cộng đoàn. Chúng ta dành một tràng pháo tay Chúa đã thương và sự bầu cử của cha Francisco. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Kính thưa quý khách hành hương, trong số những người đang tham dự giờ cượng này, chắc chắn có những người cũng mắc những bệnh tương tự, có khi đã được khỏi, có khi chưa được khỏi. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện xin Chúa thương, ban ơn lành cho tất cả những ai đang trông cậy vào cha Trương Bửu Diệp. Để nhờ sự bầu bầu của cha, chúng ta lại tiếp tục hưởng được những hồng ân Thiên Chúa ban cho. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát một cái câu nguyện chung, bày tỏ lòng biết ơn và cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng ta, những ơn chúng ta đang cần thiết và cầu xin Ngài. Thì cái bài hát chung đó là: biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng lên chúc và chúng ta giang tay và tha thiết cầu nguyện. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Giờ đây, kính mời quý khách hành hương cùng hướng về sân khấu để hiệp ý cầu nguyện cùng với nhóm múa hội dòng qua bài Bên Cha Yêu Thương. Xin mời cộng đoàn ngồi. Thank you.
chờ mong, vì nên cha yêu thương tình dâng trao ngây ngất lòng. Lời kinh vang thinh không niềm vui say giữa dâng người một đời trung tín, sẵn sàng hy sinh hiến thân mình, bao trông gai vẫn vững niềm tin. Cha trương bưu diên hay thương xót mọi lời khấn nguyện, truyền cầu ước giúp bao người loan tin mừng đến bà con. Để chúng ta đi qua cái chứng nhân thứ hai, nếu một nữ tu
cũng đã được ơn an ủi, thì ở đây một gia đình cũng được nhận sự ủi an từ cha Francisco. Xin giới thiệu với bà con, chị Đào Thị Kim Nga, 38 tuổi, chị hiện là giáo viên trường trung học cơ sở Ngô Quyền, Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Chúng ta sẽ nghe xem chị được ơn gì qua sự bầu cử của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Dạ, con xin kính chào quý cha, quý vị và toàn thể cộng đoàn mình ở đây. Con tên là Đào Thị Kim Nga, con ở Cần Thơ. Và con cũng là một trong những người cảm nhận được mình nhận được ơn Chúa. Và con cũng là một trong những người rất là may mắn khi được đứng đây để làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Con xin kể về cái sự việc của con là con đã lập gia đình vào năm 2003. Và đến năm 2005 thì chúng con rất là mong có con. Nhưng mà cũng không được. Nói chung là đi uống thuốc bắc cũng rất là nhiều. Rồi tới năm 2008 thì chúng con đi cầu khấn ở Đan Viện Thiên Phước. Là từ năm 2008, người về đọc kinh cầu nguyện. Mãi đến năm 2013 thì chúng con có chuyến hành hương đến cha Diệp, nhà thờ Tắc Sĩ ở nơi đây. Lúc đó thì con đứng ở trước mộ cha, con quỳ gối. Rồi con xin là cha, xin cha cho vợ chồng con một đứa con. Rồi cái con suy nghĩ, cái con nói giờ mình lớn tuổi rồi, thôi mình xin cha ban cho mình hai đứa con. Cái lúc đầu con nói dạ thôi cha ban cho con hai đứa con trai đi. Cái hồi con suy nghĩ lại, thôi giờ cha cầu bầu cho con một đứa trai, rồi đứa sau cha thấy trai hay gái cái nào tốt cho con thì cha ban cho con. Và cuối cùng thì năm 2014 thì về con đã mang thai. Và tới tháng 4 của 2015 thì con đã sanh đôi ra được một bé trai và một bé gái. Giờ đang đứng đây. May phước chị sinh mà từ 3-4 đứa, không biết cha làm sao, chả có nghe không. Dạ, làm người thì con nói rất là tham, được rồi muốn nữa. Dạ, con xin làm chứng cho một cái phép lạ mà thật sự chồng con là người ngoại đạo mà anh ấy đã được đó. Là có nghĩa là anh ấy đã bị bệnh mề đay rất là lâu, đi nhiều bác sĩ mà tốn cũng rất nhiều tiền, không hết. Cái con chuyến đến cha Diệp đó thì con nói anh là người ngoại đạo, anh cứ xin cha đi, xin là được đó, anh vô xin đi. Là trên cái chuyến xe mà lúc đang đi đến nơi đây đó, thì trên người anh ấy nổi đầy mề đay lên. Rồi sau đó tới cha sinh xong rồi đi về tự nhiên hết. Đó là phép lạ mà con thấy thật sự mà nhanh nhất luôn. Dạ, kính thưa bà con, năm nay là năm mà giáo hội mời gọi chúng ta hướng đến các gia đình gặp khó khăn. Ai đã có gia đình rồi thì cũng cảm thấy cái nỗi khổ khi mình không có con cái. Các gia đình hiếm muộn thì luôn luôn ý thức rằng con cái là một hồng ân Chúa ban cho, chứ không phải là mình cứ muốn là có ngay. Và khi có con thì mình lại còn phải có trách nhiệm là biết chăm lo con cái, giáo dục con cái cho nó nên người. Cho nên chúng ta cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả những ai đã làm cha, làm mẹ, thì hãy biết luôn luôn chăm sóc con cái của mình. Rồi những ai chưa được làm cha, làm mẹ, hãy tha thiết xin. Chắc chắn như trường hợp của chị Đào Thị Kim Nga đây, nếu đó là điều ích lợi cho gia đình, chắc chắn cha sẽ bầu cử cùng Chúa cho chúng ta. Thế bây giờ thì cũng như lần thứ nhất, bây giờ những ai đang có những cái điều cần xin cha, xin đứng lên và chúng ta hãy giang tay tha thiết ngước về ảnh của cha, xin cha có thể thương và ban cho chúng ta được như lòng chúng ta mong ước. Còn ai không có cái ơn gì, không cần cầu xin thì cứ ngồi ở dưới. Còn ai cần xin tha thiết, chân thành, giang hai tay và cùng với chúng tôi hát kinh xin ơn và tỏ lòng biết ơn. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền,
hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Xin cảm ơn bà con. Năm nay, Giáo hội Việt Nam đang hướng về các gia đình gặp khó khăn vì nghèo đói mà phải tha phương cầu thực, khó khăn vì chưa tìm được cách sống hòa hợp với nhau trong một mái ấm gia đình, khó khăn vì không chấp nhận được nhau nên phải ly thân, ly dị, khiến con cái mất đi những chăm sóc cần thiết. Xin mời quý khách hành hương cùng hướng về sân khấu để hiệp ý cầu nguyện cho gia đình mình và đặc biệt các gia đình đang gặp những khó khăn trên qua ca cảnh gia đình Mẹ ơi, con đã về. Con trở về thăm mẹ vào mùa lễ dỗ, 12 tháng 3 mỗi năm con nhớ về cha. Đã bao năm con xa nhà xa xứ đào, vì quá nghèo cha Diệp đi con. Dạ. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa ơi.
Phêrô cầu xin lòng thương của Chúa nhân từ, thương phận khó nghèo thương số kiếp xa quê. Trở lại quê xưa xin Chúa thứ tha, để từ đây sống vui với mẹ hiền. Cha Diệp ơi, giờ con tạ ơn cha vì ngày tháng chờ che hoài đã dẫn đường con suốt thời gian. Nay cha trên cõi thiên đàng, cầu thay nguyện giúp cho đoàn con đây yêu thương hạnh phúc xin dày, thoát bao cám dỗ bủa dây tư bề. Cha ơi thương đói nhìn xem, bao lời khấn nguyện đi kèm tạ ơn. Và giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng nghe thêm lần người thứ ba làm nhân chứng hôm nay, đó là cô Minh Hằng, 38 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời cô. Con xin kính chào quý cha, chào quý tu sĩ nam nữ và cùng thể quý khách hành hương đang hiện diện tại nơi đây. Con xin chia sẻ về ơn lành được chữa lành bệnh mà con may mắn nhận được nhờ lời cầu bầu của cha Francisco Trương Bổ Diệp. Kính thưa quý vị, đầu 2015 nhận thấy sức đề kháng suy giảm và con sốt kéo dài gần 2 tháng. Sau khi thăm khám nhiều bệnh viện thì phát hiện hàng loạt bệnh như lao hạch bạch huyết, u nang và bú sợi tuyến vú, u xơ tử cung to 7cm, hở van tim 2 lá 1/4, bệnh bú tuyến giáp. Con vô cùng bế tắc và suy sụp. Thì trong lúc vô cùng tuyệt vọng thì con gặp được một cô bạn là Phật tử. Trước đây cô được ơn cha, cô giới thiệu con đến bên mộ cha và cầu nguyện xin nước uống và về thoa lên những cái nơi mình bị bệnh. Đồng thời thỉnh di ảnh của cha về mang theo bên cạnh mình. Sau đó thì con đã trải qua 3 ca đại phẫu và 1 ca tiểu phẫu. Trước mỗi lần giải phẫu thì con luôn luôn khấn xin cha cũng làm những cái động tác tương tự là thoa nước, uống nước hay là mang theo di ảnh để cầu nguyện. Và trong số rất nhiều bệnh con đã được chữa lành, duy chỉ có bệnh về tuyến giáp nó không có khả quan. Cuối năm 2016 nhận thấy mình khó thở và khó nuốt, con lại tái khám ở bệnh viện ung bướu. Sau một số xét nghiệm lâm sàng thì bác sĩ chẩn đoán con bị bú ác tuyến giáp, có nghĩa là ung thư tuyến giáp. Và sau đó là được làm thủ tục nhập viện. Lúc đó con thực sự khóc rất là nhiều. Một lần nữa lại chạy đến bên mộ cha ở bên phía bên tay phải của con. Con khóc và con khấn xin cha, và cũng như xin nâng đỡ về mặt tâm linh. Con nói, lạy cha, nếu như được xin cha cầu bầu cùng Thiên Chúa chữa lành bệnh cho con, hoặc nếu là ung thư thì xin cho con được ơn chết lành. Vì con không còn người thân, con rất là sợ phải uống phóng xạ, phải cách ly. Và sau đó con nhập viện. Ngày 30 tháng 3, 2017 con nhập viện để mổ. Mổ xong thì con không nói được suốt 24 tiếng. Giọng nói có thay đổi rất nhiều. Con lại tiếp tục cầm di ảnh cha để khấn xin, và giọng nói con đã trở lại như cũ. Kính thưa quý cộng đoàn, sau đó 10 ngày con xuất viện, và trong thời gian đó con tiếp tục cầu xin ơn cha và lần chuỗi mân côi. Thì một màu nhiệm đã xảy ra với con là khi bác sĩ đọc kết quả thì bác tuyên bố với giữa các những bệnh nhân khác là con lành tính.
Sau đó thì con không phải dùng phóng xạ, nhưng do cắt gần toàn phần tuyến giáp, con phải dùng thuốc hỗ trợ suốt đời. Và con uống được gần 2 năm nay. Cho tới 3 tháng nay thì bên bác sĩ ung bướu tạm cho con ngưng thuốc. Bác nói là nếu như để theo dõi mà tuyến giáp không hồi phục thì chấp nhận dùng nó suốt đời. Một lần nữa con lại chạy xuống đến bên cha. Con xin khấn hôm Tết Tây vừa rồi. Và khi về vào xét nghiệm lại thì tuyến giáp, chức năng tuyến giáp đã trở lại bình thường. Con không phải uống bất cứ một viên thuốc nào nữa, mặc dù là con đã cắt gần toàn phần tuyến giáp. Con cảm ơn, một lần nữa con cảm ơn quyền năng của Thiên Chúa, cảm ơn lời cầu bầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp, và cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe con. Xin nguyện xin lời cầu nguyện của quý vị được lắng nghe và được cầu bầu lên Thiên Chúa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Bởi vì trường hợp của con ấy cũng giống như cha cũng bị vậy. Bác sĩ kêu là ác tính, xong dạ. rồi cuối cùng mổ xong rồi bác sĩ kêu là âm tính. Tức là cũng như mình trước làm sao cái nó sau nó khác như vậy. Cái đó là Chúa ban cho con nha. Dạ. Rồi, thế thì thưa quý cảm ơn con. Ung thư là bệnh của trời, cho nên chỉ có trời mới có thể cứu được chúng ta thôi. Thế thì ở trong Kinh Thánh, Thánh Vịnh 127 có câu như thế này: ví như Chúa chẳng xây nhà thì thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ thì uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương, giàu có ngủ thì người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Ăn ở có phước thì mặc sức mà ăn. Để chúng ta tin tưởng vào ơn của Chúa và sự bầu cử của cha Francisco. Và giờ đây chúng ta cũng cùng nhau hướng lên di ảnh của cha và giang tay cùng cầu nguyện. Tất cả những ai có ơn gì và cần cha ban ơn gì, hãy tha thiết cầu nguyện. Vì tất cả lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ xứng đáng, bởi vì tất cả chúng ta cùng một lòng một ý với nhau. Xin mời đứng lên và chúng ta cùng hướng về cha và cầu xin hát chung bài. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Hồng ân Thiên Chúa bao la, đoàn con lương giáo gần xa tìm về. Những ai đau khổ trăm bề, nguyện xin cha thánh vỗ về ủi an. Những ai gặp bước gian nan, nguyện xin cha thánh lo toan mọi bề. Những ai đau khổ đường về, cậy trong cha thánh tràn trề hồng ân. Múa cảm tạ cha Francisco. Lời cảm tạ thấm thiết kính dâng, dâng chút tình khiêm hạ, nguyện cha thương đoái nhân. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài lòng dạ con ghi tạc, chính ơn cha đã biết hóa đời con. Lòng ta lòng cha đã thương con, cho ân tình vun tròn, lòng tin yêu sắc son. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc.
lời cảm tạ thắm thiết kính dâng, dâng chút tình khiêm hạ, nguyện Cha thương đãi nhân. Cảm ơn Cha, con xin cảm ơn Cha đã thương ban cho con được ơn phù. Cảm ơn Ngài lòng dạ con ghi ta, chính ơn Cha đã biến hóa đời con. Bao la tình Cha hiền đã thương ban xuống ơn thiêng, tuy con ở xa Ngài về không gian hay thời gian, con sống từ đáy lòng, lòng ta lòng Cha đã thương con, cho ân tình vuông tròn, lòng tin yêu sắc son. Cảm ơn Cha, con xin cảm ơn Cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn Ngài lòng dạ con đi ta, chính ơn Cha đã biến hóa. Còn rất nhiều ân lành mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa qua sự bầu cử của Cha, chẳng thể nào mà kể ra cho hết. Những ơn ta xin, cả những ơn ta không biết xin, Thiên Chúa vẫn khiến mặt trời của người mọc lên, soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như cho kẻ bất lương. Thiên Chúa không ban cho những gì chúng ta xin, mà những gì chúng ta cần thì Ngài sẽ cho. Hai con chim sẻ không phải là chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha trên trời. Ngay cả tóc của các con trên đầu cũng đã được đếm hết rồi. Vì vậy đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều con chim sẻ. Chúa chăm lo nhu cầu vật chất, và Ngài chăm lo cả nhu cầu tâm linh. Ngài quan tâm đến cả đời này, và Ngài cũng quan tâm cho chúng ta cái hạnh phúc cả đời sau. Chúng ta cũng cần phải biết một điều thôi: thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả vong. Nghĩa là biết thuận theo ý trời thì sẽ tồn tại, mà chống nghịch là vì ý trời thì sẽ bị diệt vong. Đến dự lễ giỗ lần thứ 373 của Cha hôm nay, ai trong chúng ta cũng có những tâm trạng: một là tạ ơn nếu đã được ơn, hai là xin ơn nếu chưa được. Vậy chúng ta hãy đặt hết tất cả nỗi niềm của chúng ta vào tay của Cha, và cùng Cha dâng lên Thiên Chúa, để qua Cha chúng ta có được những ơn hồn xác như lòng mình mong ước. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau kết thúc giờ cầu nguyện chứng nhân này bằng việc dâng lời cầu nguyện. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên. Cầu cho anh chị em lương dân đang hiện diện. Cha Francisco rất yêu thương anh chị em lương dân và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Xin Chúa thương ban cho anh chị em lương dân đang hiện diện trong lễ giỗ hôm nay được những ơn đang cầu khẩn qua lời cầu bầu của Cha Francisco. Xin cùng hát với chúng con. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Cầu cho những người tội lỗi. Chúa đến thế gian để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn sám hối để được sống. Xin Chúa thương ban ơn hoán cải, để những ai lỡ bước xa chân biết quay trở về, tìm lại tình thương tha thứ và đổi mới cuộc đời trong niềm tin yêu hy vọng. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Cầu cho anh chị em nghèo đói, bệnh tật. Ngày hôm nay có biết bao người đói khổ, nghèo túng, thất nghiệp, nhiều trẻ em bơ vơ giữa chợ đời, nhiều thanh thiếu niên bán rẻ nhân phẩm, nhiều cụ già neo đơn bệnh tật.
Xin Chúa ban niềm an ủi, nâng đỡ, hộ phù để mọi người có công ăn, việc làm, biết cảm thông, chia sẻ và cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương như lòng Chúa mong ước. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Cầu cho gia đình gặp khó khăn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn luôn ý thức mình có trách nhiệm tạo lập hạnh phúc gia đình trong sự tuân phục ý Chúa. Xin Chúa cho các gia đình luôn sống chân thành, yêu thương, tôn trọng và thủy chung. Xin cho các bậc cha mẹ luôn biết hy sinh và quan tâm giáo dục đức tin cho con cái mình. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu nguyện với cha Francisco. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con xin tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là cha Francisco Xavier Trương Bưu Diệp, là một Kitô hữu. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son sắt, lòng cây bền đỗ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một linh mục, cha là hiện thân của Đức Kitô, vì mục tử tối cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức loan báo tin mừng, cha là hoa ân của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yêu đau, tội lỗi. Đặc biệt cha rất yêu thương anh chị em lương dân và thường chuyên cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quy mến và chạy đến xin cha giúp đỡ. Nhờ cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn, với niềm hy vọng sớm thấy cha được hiện vinh trong hàng ngũ các thánh trên thiên quốc. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, vị cứu tinh nhân từ, trong thân phận làm người, Chúa đã thấu hiểu nỗi lòng của chúng con. Chúa đã dạy chúng con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, và hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Chúng con xin dâng lời tạ ơn vì biết bao ơn lành hồn xác mà Chúa đã thương ban cho chúng con qua tôi tớ của cha là cha Francisco Trương Bửu Diệp. Xin thắp sáng niềm tin yêu hy vọng để cuộc đời chúng con bừng cháy lửa yêu mến, sống an vui hạnh phúc trong tình yêu Chúa và nhiệt tâm đem Chúa đến cho mọi người. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Kính thưa quý khách hành hương, tấm gương hy sinh của cha Francisco đã làm cho biết bao người tiến bước theo cha, không chỉ là các mục tử nhiệt tâm thánh thiện mà còn rất nhiều thành phần trong các sứ đạo tiếp bước theo cha Francisco tình nguyện làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Trong đó có rất nhiều tu sĩ nam nữ đang hăng say loan tin mừng nước trời, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Cùng hiệp ý với bài thánh ca Kinh Hòa Bình, giờ đây chúng con kính mời quý bà con cùng với nhóm múa của hội dòng con Đức Mẹ Cần Thơ dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ và xin ơn cho biết dấn thân vì nước trời.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an uốn người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người, hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính các bà con, nếu trong năm nay nếu chúng ta đã được ơn gì qua sự bầu cử của cha Diệp, xin liên lạc với nhà thờ Tắc Sảy để chúng tôi biết, rồi chúng tôi gom lại và tổ chức giờ cầu nguyện trong năm tới, năm 2020. Và xin thông báo tất cả những ai có ở lại để tiếp tục cầu nguyện và thánh lễ thì sau giờ này có giờ cầu nguyện lòng thương xót, và tiếp theo sẽ là cầu nguyện kính Đức Mẹ cùng với cha Francisco, và cuối cùng đó là giờ cầu nguyện hiệp thông do tất cả các sơ
Thứ nhất, dòng thương xót thì các sơ dòng Mến Thánh Giá, rồi lần chuỗi mân côi với Đức Mẹ, các sơ dòng Chúa Con Phòng, rồi tới giờ cầu nguyện Hiệp Thông là các sơ dòng St. Paul, Mỹ Tho. Thì ai có thể tham dự được thì xin mời tham dự, nhưng không phải ở ngoài trời, nhưng mà ở trong nhà thờ để dành sự yên tĩnh cho ở ngoài, ai cần nghỉ ngơi. 5 giờ sáng ngày mai sẽ có thánh lễ, và tiếp theo đó thánh lễ 8 giờ, cho nên có 2 thánh lễ vào lúc 5 giờ sáng và 8 giờ sáng. Bây giờ tôi xin phép để chúc lành cho tất cả mọi người tham dự giờ cầu nguyện chứng nhân này. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phép lành cho anh chị em. Amen. Chúc tất cả anh chị em đêm ngủ ngon trong tay Chúa và trong tay Mẹ Maria và dưới sự che chở của Cha Francisco Trương Bửu Diệp. Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn cô. Một người bước chân trên đường hy vọng, mang theo tin yêu sẽ chia đến cho muôn người. Có một người hiến thân trao tặng tình yêu, đem thân hy sinh lấy máu đào. Hiến màu đào